Hôm nay mình sẽ đến với bài số 3 à, Dạng bài điều tác giả muốn nói nhất Tuy nhiên mình sẽ thêm một cái yếu tố nữa Trong cái bài điều tác giả muốn nói nhất này Đó là thêm một chút so sánh Trong bài đọc của mình Cái bài này mình đã gửi cho các bạn rồi Và mình sẽ đến với lại cái nội dung Và dịch chi tiết cụ thể Xem nó như thế nào nhé Nói <laughs> no hito to hanashite TV Thì ở đây trong một câu này các bạn thấy là câu này là câu động từ rồi đúng không? Tiếp đến là mình sẽ nhìn vào cấu trúc ngữ pháp thấy có các cái thể t ở đây thì như trong sơ cấp mình đã học là thể t là các cái thứ tự hành động trước sau là buổi sáng sau khi tự ăn sáng xong thì tôi đến trường thì khi mà thấy thể t này các bạn sẽ dịch theo thứ tự a b c d rồi sau đến cái động từ cuối cùng ở đây Tiếp đến là Có cái cấu trúc là Bakariste Thì là à, Là toàn cái gì đó đúng không? Có Komaru ở đây là à, Rất là phiền hà rắc rối Và mình sẽ dịch cả câu này là Konomae là trước kia Khi mà nói chuyện với một giáo viên Thì là tố buait master là cái người giáo viên này đã phàn nàn hoặc là phiền hà căn nhằn rằng là kuromo gá trẻ con bây giờ chỉ có toàn xem tivi thôi và không có chơi cùng với bạn trang lứa cái từ doshi đây là đồng sĩ hay còn gọi là cùng là bạn bè với nhau này từ này cũng rất là hay dùng mình sẽ ghép với lại cái danh từ ở đằng trước ví dụ như là tomodachi doshi này rồi otona doshi này là cùng người lớn với nhau này kioshi doshi là cùng giáo viên với nhau này đúng không thì là ở đây là cùng chơi cùng với lại bạn bè thì asobanai kara là bọn trẻ con bây giờ là đang chỉ có xem tv và không cùng chơi với lại những cái người bạn nên là cảm thấy rất là komate và cái kiosi đấy đã bôi aite imasta là đã phàn nàn như vậy phàn nàn rằng là vì chúng như thế nên rất là vất vả rất là rắc rối phiền hà TV ゲームに対するもっとも一般的な批判です。 Uh, và mình sẽ thấy kết thúc câu là danh từ vậy câu này là câu danh từ vậy cái chủ ngữ của mình là là gì thì chủ ngữ của mình ở đây không có đúng không thì mình sẽ tìm ở câu đằng trước là cái lời cằn nhằn đấy đúng không hay là cái bôi tê rự đấy cái điều mà uh, cái người kiosi đấy phàn nàn thì nó chính là cái lời đánh giá cái lời um, phán xét uh, rất là ipang teki uh, rất là thông thường một tô một ít băng hi hằng là một cái lời phán xét vô cùng là bình thường ní tai sự ở đây là đối với những cái uh, việc mà chơi game uh, đúng không của trẻ con đấy bố của anh ít hi <laughs> hằng ngộ tổ sô ạ đạt cái độ sênh sệ đạt karaoke đệ moriagaru đi số đề số này là một cái từ mà đi số này đi số là một cái từ cũng rất là hay dùng các bạn sẽ dùng trong trường hợp là miêu tả cái uh, uh, tâm trạng của tác giả nhưng mà dùng trong trường hợp nào thì các bạn hình dung cho mình như thế này là a biết cái người a người ta biết cái thông tin đấy và cái người b cũng biết cái thông tin đấy và khi mà người a à, nói với người b thì người ta thêm cái từ đề sổ ở đằng sau để miêu tả rằng là à tôi biết bạn cũng biết phải không nào và hai người đang muốn thể hiện rằng là à, tôi nghĩ như thế chắc là bạn cũng nghĩ như vậy đúng không thì là đề sổ ở đây miêu tả cái tâm trạng của tác giả đang và đang kêu gọi sự đồng tình nó kêu gọi sự đồng tình Thì ở đây mình sẽ hiểu là gì Tôi thì là lúc nào khi mà nghe cái lời đánh giá phán xét này Thì là mặc dù cái đầy đồ đúng không Mặc dù là tôi nghĩ rằng cái số đề hóa Số đề hóa ở đây thì để là nó bằng với cái từ hi hăng này này Là cái lời đánh giá đấy thì là đúng Tuy nhiên thì là à, Để số phải chăng là đúng không Các cái người giáo viên hay là những cái người giáo viên Như là bạn ấy Anata uh, Katadate, anata katadate. Anatol đặt tệ là chính là bạn ấy những cái người giáo viên như bạn ấy thì là cũng phải chăng là các bạn cũng đang Moriagaru Moriagaru ở đây là cũng đang làm sao nhỉ um, rất là rôm giả này um, rất là nhộn nhịp này rồi cái cảm xúc của mình nó 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 dâng cao ấy hay còn gọi là rôm giả nhộn nhịp ở trong các cái buổi karaoke phải không nào chứ mà đi hay nói tóm lại hay để giải thích thêm cái cho cái câu này nó là gì đây yukuri eh, sake demo nomi hajime tara dare no donna

không biết được xem là dare, ai là cái người tô đa sự, ai là cái người mà đưa ra hoặc là nói ra những cái lời phản đoán như thế nào, chính vì vậy cho nên là sono cư cẳng, sono ở đây nó chính là đại từ chỉ thị đúng không, sono ở đây nó là cái gì thì nó phụ thuộc vào cái ý đằng trước này thôi, là uh, cái cái không gian đó đúng không cái không gian đó là cái không gian mà mà dare no donna hi hăng Uh, uh, Dareno Don uh, Hi Hằng Gạ Tobida Sự là cái không gian mà ai đó đưa ra những cái lời phán xét như thế nào đấy thì mình không biết ấy. thì Kê được Đề Chồ là bạn sẽ có thể tránh xa được uh, tránh xa được hoặc là uh, tránh được cái 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 không gian đó thì đương nhiên là bạn cũng như vậy phải không nào một chi động book của mộ xô để xíu và tôi thì là cũng như vậy スタッフや役者、労使が酔っ払って何を言い出すかわからない時はカラオケに走るのが最も安全な方法ですからと心の中で思ってしまうのです。 và đương nhiên thì là tôi cũng như vậy à, khi mà tôi không biết là à, y đa sự là à, những cái người đồng nghiệp đấy người ta đang nói gì ở đây cái từ staff phụ và yakusadoshi ở đây là những cái người đồng nghiệp với nhau, à, những cái nhân viên à, với nhau, họ đang yoparate tệ là những họ đang say và họ không biết là khi mà tôi không biết là họ đang nói gì thì là cái ômotomon jenaho hồ là cái phương pháp hay là cái giải pháp an toàn nhất là chạy đến cái quán karaoke và tốt corona cả đệm và trong thâm tâm tôi thì là đang suy nghĩ là như thế thì cái omotesimao ở đây là cái động từ cuối câu nên là nó sẽ đi với cái chủ ngữ chính là cái từ bốc cự ở ngay cái đoạn đầu câu của cái câu này câu này thì cũng khá là dài nhưng mà mình chỉ cần phân tích theo từng đoạn từng đoạn như vậy thì nó sẽ ra được cái ý mà người ta muốn nói đến nhất でもね、そうして子供はそういう大人の生活の知恵を敏感に知っていて、えー、友達の家に遊びに行って何を話そうかと緊張する瞬間あるものは TV ゲームのスイッチを入れあるものはスラムランクのコミックを手に通るのですよ。 một để chỉ mậu nổ d sự là và rồi đúng không và trẻ con thì làm sao trẻ con thì thấy thầy tê mình sẽ dịch thể tê trước này trẻ con thì nó rất là Binh cẳng là nó rất là nhạy cảm à. À, với cái chia là với những cái kiến thức của cuộc sống à, người lớn giống kiểu như vậy à, nên là làm sao nên là Tomchi nội as tệ là khi mà trẻ con đến chơi cái nhà người bạn uh, của chúng thì naniyo hanaso cả kincho xuyên cẳng vào cái khoảnh khắc hay là vào cái khoảng thời gian mà chúng làm sao chúng rất là uh, kincho là chúng lo lắng hoặc chúng uh, chúng kincho lo lắng rằng là xô uh, cả so hanaso cả là có vẻ như là uh, người lớn đang nói gì đúng không thì là thì là có những cái đứa trẻ được mono đây là có những cái đứa trẻ thì chúng sẽ cầm cái tv lên để uh, bật cái trò chơi game rồi chúng có những cái đứa trẻ thì là chúng sẽ tên ý tô đự là chúng sẽ nắm lấy nắm lấy cái cuốn sách cái từ comic cự ở đây nó là một cái loại sách nhá uh, cái loại sách là sarah Mự, đang cự là tên của cái cái cuốn sách đấy to nổ đại sự và mình sẽ thấy kết thúc cầu ở đây đó là no để sự thì có một cái quy tắc mà sẽ xuyên suốt trong cái quá trình học của mình đó là cái từ no ở đây nó miêu tả về cái uh, lý do hoặc là cái suy nghĩ, cái biện luận của tác giả, uh, cái nô no ở đây nó là cái lý do nên là mình sẽ hiểu là cái đoạn ở bên trên người ta đang nói là uh, khi mà uh, bạn đang say sưa, bạn đang không uh, biết rằng là uh, người khác đang nói cái gì thì là đi uh, karaoke là một cái biện pháp an toàn nhất uh, và trẻ con thì cũng như vậy đúng không? Uh, Omotesimono để ở đây là trẻ con thì cũng chúng cũng nghĩ rằng là đúng không? Trẻ con bởi thế cho nên là à, trẻ con thì nó cũng nghĩ rằng là hoặc là biện luận của tác giả là vì bên trên như thế và nên là trẻ con nó cũng sẽ cân nó cũng sẽ suy nghĩ rằng là nó cũng sẽ chơi game, nó cũng sẽ bật tivi lên nó chơi game hoặc là nó cũng sẽ cầm với tay đến cái cuốn sách đấy để nó đọc tại cái khoảnh khắc mà nó nó đang lo lắng họ không biết là không biết là người lớn đang nói gì, không biết là người người khác đang nói gì đúng không? Khi mà đến chơi uh, nhà của những cái người bạn và à, chúng sẽ rất là nhạy cảm với những cái câu chuyện của người lớn à, Thì chúng sẽ làm cái hành động như vậy Nên là chúng sẽ không chơi à, Thường thường là chúng chỉ có Kodomo ga telebi game ste Và Tomo Tomodachi do shi asobanai Đúng không? À, thì cái người giáo viên đấy người ta nhận xét như vậy Và cái tác giả người viết ra cái cuốn này Người ta nói, giải thích là như thế kia vậy cái nội dung phù hợp nhất với cái đoạn văn này là gì thì với cái dạng văn này mọi người sẽ thấy là hai cái đối tượng so sánh được đưa ra một là um À, một là 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 người lớn đúng không người lớn sẽ đi karaoke hai là trẻ con sẽ chơi game à, thì hai cái hoàn cảnh của nó tương tự nhau à, thì mình sẽ nhìn vào cái một hai ba bốn này mình sẽ đọc cái đoạn văn này mình cảm nhận được rằng là nó đang so sánh nó đang tai hi nó đang so sánh giữa cái việc gì cái việc uh, chơi game của trẻ con và cái việc đi karaoke của người lớn nên là cái phần đáp án của mình nó phải nêu chọn được cái sự so sánh đấy thì nó mới là cái đáp án bây giờ mình sẽ nhìn này kodomo ga game karaoke cái này thì sai rồi đúng không cái việc mà chơi game của trẻ con ấy là vì là chúng chúng vẫn còn trẻ con nên chúng không thể nào đi karaoke được thì là sai hoàn toàn rồi nhá côga thì nó chính là cái đáp án của cái bài này nó đang so sánh rằng cái việc chơi game của trẻ con thì là để tránh xa cái sự hoặc là nó muốn tránh né cái sự lo lắng à, Còn người lớn thì cũng giống như vậy là sẽ đi karaoke để mà có thể xa kê được cái cái việc là không biết là ai đang nói gì đúng không? Không không biết ai đang nói gì thì mình cứ hát thôi Câu ba ở đây là gì? Koromo ga telebi game o suru koto hihan suru nara Otonamo karaoke ni iku beki này Thì cái beki điếu bạn này này không hề có trong đoạn văn của mình Là không nên đi karaoke người lớn cũng không nên đi Đi karaoke thì không thể nói đúng không Nên đoán của mình câu 3 là sai này câu 4 là gì kuromo ga telebi game o suru no wa karaoke hodo ta nin kara hi hang sarezu anzen da cái việc mà trẻ con chơi game ấy thì là uh, nó an toàn và không thể không 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 thể là uh, bị đánh giá uh, từ người khác uh, giống như là karaoke được thì cái này cũng 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 không có cái ý nào ở trong bài nó như vậy cả đúng không nên đáp án của mình nó chỉ đơn giản là hai uh, nó là cái sự so sánh giữa cái việc chơi game của trẻ con và cái việc đi karaoke của người lớn trong cái bài này mình còn bắt gặp một cái đó là cái câu nó rất rất là dài cả một cái đoạn này là dài luôn cũng như là cả cái đoạn này là dài luôn thì chúng mình đừng có hoang Mang chúng mình cứ nhìn vào các cái cấu trúc ngữ pháp đề số này đúng không? rồi mình nhìn thấy chữ Mary đúng không? rồi mình lại nhìn thấy đề số tiếp đúng không? thì là mình cứ thấy đề số và đề số chứng tỏ hai cái đấy nó lặp lại về cấu trúc là mình sẽ hiểu là a hay còn gọi là b và mình sẽ nối tiếp bằng cái cấu trúc ở cuối cùng ở đây để rằng là a hay là b thì cũng đều là cái phương uh, phương pháp an toàn nhất uh, để 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 mà khi mà mình muốn uh, mình muốn xa kế rự đúng không? mình không biết rằng là ai nói gì uh, thì mình sẽ nhìn nhìn theo cái kiểu từng cụm từng cụm như thế à, cấu trúc ngữ pháp giống nhau này chữ ma đi là để nói rằng là a giống như b này và đương nhiên thì à, bốc cự mố xô để xíu là à, tôi cũng tôi cũng như vậy hoặc là bạn cũng như vậy đúng không thì là trong thâm tâm thì là nghĩ như thế thì là mình sẽ chia nhỏ nó ra là mình sẽ ra thôi tiếp đến cái đoạn câu này cũng thế kodomo thì là cái chủ ngữ rồi đúng không thấy thể t thì là mình sẽ dịch trước là thứ tự trước sau là trẻ con thì sẽ uh, rất là nhạy cảm này này. Rồi vào cái khoảnh khắc như thế nào đấy này thì chúng sẽ làm sao? A được mono hóa và A được mono hóa, người này thì sẽ như thế này, người kia thì sẽ như thế kia. Và mình sẽ chia nhỏ các cái đoạn ra như thế thì mình sẽ nắm được cái ý của câu thôi, đừng có à, thấy dài quá mà cảm thấy hoang mang. Hãy nhìn theo từng cụm nhỏ và chia nó thành cấu trúc ngữ pháp. Và đáp án của mình nó chính là hai Và mình sẽ gặp nhau ở cái video tiếp theo nhé các bạn.